Về phần hướng dẫn sử dụng căn bản thì em sẽ đi hướng dẫn lần lượt trên hai thiết bị. Đầu tiên là thiết bị XWD1 màu đen này, và thứ hai là XWD1 màu đỏ. Em sẽ đi hướng dẫn lần lượt từng thiết bị. Đầu tiên là XWD1. Thì trước khi mà đi vào hướng dẫn sử dụng thiết bị này thì em xin được nói một cách tổng quát về thiết bị này. Thì XWD1 như cả nói trước đó là thiết kế một đĩa. Như quý vị biết thì những cái thiết kế truyền thống của DJ là gồm có hai đĩa, hai mâm đĩa hai bên. Nhưng hiện nay thì Casio có một cải tiến mới là thiết bị DJ này, nghĩa là gồm thiết kế một đĩa nhưng khả năng vận hành của nó rất là vượt trội, đầy đủ tính năng. Thiết bị XWD1 thì tương thích với phần mềm DJ 2 trên iPhone, iPad hoặc là ứng dụng Jetstar Pro trên hệ điều hành Windows hoặc là OS X. Tiếp theo thì XWD1 như chúng ta đã nói trước đó thì được trang bị mâm đĩa kích cỡ lớn 7 inch giúp cho kỹ thực hiện cái kỹ thuật chà đĩa được một cách dễ dàng. XWD1 có tích hợp sẵn pin, có nghĩa là bây giờ chúng ta đi ra bất cứ nơi nào chúng ta chỉ cần bỏ pin vào biểu diễn bất cứ mọi nơi khoe cho bạn bè chẳng hạn. Thì trước khi mà chúng ta bắt đầu thực hành trên những cái thiết bị này thì xin quý vị lưu ý giúp em là chúng ta quan sát thiết bị này trên bàn. Xin mọi người quan sát ạ. Đấy, thì chúng ta có thể chia thiết bị này ra làm hai phần. Hai phần. Phần A và phần B. Lấy cái điểm này giữa chia ngang ra. Phần trên là phần A, phần dưới. Đây, là phần B. Thì chúng ta có thể hiểu căn bản. Phần A bao gồm những nút chức năng để điều khiển bản nhạc trên đĩa A. Và phần B thì là bao gồm những nút chức năng để điều khiển bản nhạc trên đĩa B. Chúng ta không cần hiểu rõ những nút chức năng trong này là gì, là gì, là gì, gì. Chúng ta chỉ cần nắm được cái khu vực của nó. Rồi về những tính năng của những chức năng đó thì chúng ta sẽ viết sau khi thực hiện từng bước dưới đây. Bây giờ chúng ta hãy thực hiện từng bước. Đầu tiên thì để cho bắt đầu một cách dễ dàng nha, thì em xin phép là được tắt hết các thiết bị. Tắt phần mềm. Tắt thiết bị, tắt phần mềm. Đầu tiên, thao tác đầu tiên, thao tác đầu tiên. Xin mời quý vị nhấn vào nút nguồn ở đây để khởi động thiết bị XWD1. Xin mời chị gái là anh Khang. Anh nhấn, anh giữ khoảng cỡ tầm 1 giây. Đấy, đèn sáng lên rất là đẹp. Rồi anh đã hoàn thành xong bước 1 một cách rất 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 là nhanh chóng. Bước thứ hai, đây sau đây. Xin mời quý vị kích đúp chuột vào phần mềm Jetstar Pro như trên màn hình. Đây. Anh ơi, em chỉ cái hình kia mà sao anh lại mở cái phần mềm khác anh? Anh có dụng ý gì trong cái vấn đề này? Không biết bên mình đã thành công chưa? Rồi ok, cảm ơn anh. Rồi, chúng ta sẽ có được cái giao diện. Chúng ta sẽ có được cái giao diện như thế này trên màn hình. Mọi người ok chưa ạ? Ok chưa mọi người? Rồi ok, tiếp theo. Xin mời quý vị nhấn vào demo track ở đây, nhấn chuột vào nút demo track đây. Thì nó sẽ hiện ra như thế này. Đấy, nó sẽ hiện ra được danh sách những bản nhạc mà chúng ta sắp chơi ở khu vực dưới này. Ok. Bên phía đĩa A của mình, à lộn, bên phía đội A của mình, bên phía đội B của mình. Ok, được ạ. Ok, rồi. Thì em xin giải thích cái danh sách hai bài hát Tech House 1 và Tech House 2 ở đây là những bài hát mà chúng ta sẽ phát ở trên hai đĩa này. Chúng ta sẽ chơi thử để trộn hai bản nhạc lại với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thao tác tải bản nhạc Tech House 1 lên trên đĩa nhạc A để phát cái bản nhạc này.
Chúng ta làm như thế nào? Đầu tiên, xin quý vị thực hiện theo Phúc nhé. Đầu tiên, xin mời quý vị nhấn vào nút A đây. Thấy chưa? Sẽ thấy đèn sáng lên. Dạ rồi, sẽ bấm vào nút A đây. Ok, mọi người nói cái để em đỡ chỉ cho, đỡ mỏi tay ạ. Rồi. Đúng không? Rồi, chúng ta thực hiện được một bước nhỏ đó, gọi là bước 3.1. Tiếp theo, xin mời... Rồi, quý vị thấy, đây, cái nút shift ở đây. Nhấn nút shift đấy. Đây. Nhấn và giữ nút shift. Nhấn và giữ. Nhấn đè lên luôn, nhấn và giữ luôn. Nhấn và giữ. Nhấn tay trái, dùng tay trái nhấn cho tiện. Đấy, nhấn và giữ. Trong lúc đang giữ thì quý vị xoay cái đĩa. Xoay cái đĩa. Đấy. Đây. Thì nó sẽ như thế này này. Thấy chứ. Đây, thì quý vị sẽ thấy nó như thế này. Sẽ thấy là bản nhạc tới theo 1, tới theo 2 sáng lên. Đó, nó sáng lên, nó chuyển qua chuyển lại. Ok chưa? À, anh Hòa, anh tắt khởi động máy trước rồi mấy. Nếu mà cảm thấy mỏi thì anh có thể quyền thả tay. Chúng ta có cái đợi xíu để cho đội bên này hoàn thành nhé. Thì trong lúc đang đợi bên này ấy thì cái việc mà nhấn và giữ nút shift và xoay cái đĩa này là cái thao tác chứ chúng ta chọn cái bản nhạc mà chúng ta muốn phát. Trong lúc mà chờ đợi á, cái bên này á, thì em xin giới thiệu một sơ về cái phần mềm như thế này cho mình. Đầu tiên, như quý vị thấy, giao diện phần mềm của chúng ta ở đây đầu tiên là cái nút X ở trên này để thoát phần mềm này. Thì ai cũng biết. Tiếp theo thì cái phía mà phần bên trái này là phần đĩa. Đĩa. Đấy, giống như là cái nửa trên của cái DJ mình đấy. À, để những cái chức năng điều khiển đĩa A. Đồng thời thì cái phần bên phải đây, đây là đĩa B, là những cái chức năng của mình để mình điều khiển cái đĩa B. Đây là danh sách những bản nhạc mà chúng ta sẽ loay lên. Thì hiện tại hồi nãy em kêu mọi người người kích lên cái demo track này để loay những cái bản nhạc. Ok đúng không anh? Để loay những cái bản nhạc lên trên đó. Bây giờ chúng ta thực hiện là thao tác nãy nhé. Anh Khang chuẩn bị, anh đỡ mỏi tay chưa ạ? Rồi, anh nhấn giữ nút shift, xoay đĩa. Đó, sẽ thấy nó sáng sáng đây đúng không? Bây giờ mình muốn tải bài hát Test Sound 1 lên thì mình để cho nó sáng ngay Test Sound 1. Và trong lúc đang nhấn giữ nút shift, xin mời quý vị nhấn nút play ở khu vực đĩa A. Khu vực đĩa A là khu vực trên, đúng rồi, nhấn cái. Đây, bài nhạc được tải lên. Thành công không anh Khang? Wow, anh thật tuyệt vời, wonderful. Đây, bản nhạc đã được tải lên với tên là Test House 1. Bên mình ok chưa ạ? Ok, tuyệt vời. Đấy, thì em xin giải thích đây. Đây là bài hát Test House 1. Hiện thông số lên, thông tin của mình là bài hát này dài là 4 phút 0 giây. Bao nhiêu khắc đó thì em chưa biết. Và cái tốc độ của bản nhạc đây là 127 BPM. Thì là tốc độ của bản nhạc này. Tương tự thì do bản nhạc này nãy là em chơi, em loa lên sẵn. Bây giờ chúng ta đã tải bản nhạc lên đĩa rồi, chúng ta bắt đầu phát bản nhạc này đúng không? Xin mời quý vị làm theo em. Chúng ta xác định khu vực A là khu vực phía trên đúng không ạ? Nhấn nút play để phát bản nhạc. Quý vị bấm nút play lần nữa để tạm dừng à? Mọi người bấm nút play lần nữa để tạm dừng được quý vị ạ. Thì anh bấm thì để cho quý vị đang được nghe âm thanh từ loa trực tiếp của chiếc XWDZ1 giúp hỗ trợ cho ta trong việc học tập. Xin giới thiệu một xíu thêm về các tính năng trên phần mềm này. Thì như quý vị quan sát, có thể quan sát trên cái phần mềm, thấy khu vực trên này. Khu vực trên này là khu vực hiệu ứng. Thì những cái vấn đề hiệu ứng này thì em xin được giới thiệu cho quý vị biết thôi. Tương tự là hiệu ứng ở phía bên này. Nó sẽ tạo cho chúng ta những cái hiệu ứng như là theo hiệu ứng của những cái động cơ phản lực chẳng hạn. Phaser là filter.
Thì bây giờ chúng ta đã tải bản nhạc lên đĩa A. Chúng ta muốn phát bản nhạc lên đĩa A, chúng ta nhấn nút play. Bây giờ Phúc làm mẫu trước, từ từ anh là vừa vi phạm luật lệ. Đây, thì khi chúng ta bấm nút play thì bản nhạc trên đĩa A sẽ được phát. Đây, bản nhạc nó chạy. Đấy, bản nhạc nó chạy, 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 chạy. Chúng ta nhấn nút play là nó để dừng. Rồi xin mời ưu tiên cho đội nhỏ trước, xin mời anh nhắn phát. Nhưng mà nó là đúng rồi đấy anh. Rồi, anh bấm lần nữa là tạm dừng ạ. À. Rồi xin mời chúng ta đội B. Đấy, thấy không? Thấy xong chưa? Đấy, xin mời anh nhắn làm để tạm dừng ạ. À. Rồi xin mời anh nhắn tạm dừng ạ. À. Bấm một lần nữa là tạm dừng. Rồi, bây giờ tôi sẽ giải thích cho quý vị đây là cái vấn đề DJ chúng ta là khi chúng ta đang phát bản nhạc A. Khi chúng ta đang phát bản nhạc A, việc của chúng ta là sẽ trộn bản nhạc B vào. Trộn bản nhạc B vào. Và để thực hiện điều đó chúng ta làm như thế nào? Xin xin quý vị theo dõi theo cái bước của tôi, chẳng hạn như ở đây. Tôi nhỏ volume lại. Chơi thử để Phúc chơi thử những cái phép cho mọi người nghe thử nha, lần lượt nha, trong lúc mà chờ đợi. Tiếp theo là cái thứ ba filter. Sơ qua những cái effect cho mọi người nghe thiết bị. Rồi mọi người còn nhớ thao tác phát bài nhạc ở trên đĩa A chưa? Rồi đây là bài nhạc chúng ta hiện đang phát ở bên đĩa A. Để mà trộn bản nhạc ở bên đĩa B vào bên đĩa A thì xin mời quý vị thực hiện thao tác nhấn nút shift, nhấn vào dẫn nút shift và xoay đĩa vào bài hát Test How High. Đây. Trong lúc đang nhấn giữ nút shift thì xin mời quý vị nhấn nút play ở khu vực đĩa B để tải bài nha, bài nhạc lên đĩa B. Mọi người tải thành công chưa? Bên Khang ok chưa? Ok, dạ rồi, đợi bên này.
Rồi 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 rồi. Rồi xin mời anh dừng nhé. Như quý vị thấy thì ở khu vực bên đĩa B, cái hình dấu hiệu headphone của chúng ta đang sáng lên. Điều này chứng tỏ là khi mà chúng ta phát bản nhạc trên đĩa B thì âm thanh sẽ được phát qua headphone. Cái việc này giúp cho chúng ta là chúng ta nghe trước bản nhạc bên đĩa B. Người ta thuật ngữ của DJ gọi là nghe trước bản nhạc để chúng ta mix vào cho nó hợp hơn. Thì bây giờ chúng ta, trong khi bản nhạc đĩa A đang phát, để mình làm thao tác trước nha. Trong khi bản nhạc bên đĩa A đang phát thì xin mời quý vị nhấn nút play ở khu vực đĩa B. Đây, bản nhạc đĩa B đang chạy và chúng ta nghe headphone thử. Bản nhạc trên đĩa B sẽ được phát ra headphone ạ. Rồi xin mời quý vị nhấn tạm dừng bên đĩa B để dừng bản nhạc lại. Đấy, thì rồi qua đây tôi cũng xin PR cho sản phẩm headphone Casio XW H1 H2 H3, sản phẩm chuyên cho DJ, cái thiết kế xếp gọn này được này, uống nắng nè, nó như nghe một bên tai rất là ngầu đấy. Thì sau khi chúng ta nghe thử bản nhạc đĩa B rồi thì xin mời quý vị nhấn nút Q1 bên cạnh nút play. Đây, để em sẽ chiếu hình cho anh thấy. Đây, vị trí nút Q1 nằm ở đây. Q1 đây, bên đĩa B. Thấy chưa? Anh thấy chưa? Sau khi nhấn Q1 thì bản nhạc bên đĩa 2 sẽ được trở về vị trí ban đầu như đây. Cái nút Q mặc định của DJ là giúp chúng ta khi bấm nút Q đó, bản nhạc nó đưa về vị trí cái nhịp đầu tiên của bản nhạc. Đấy. Cái vấn đề chúng ta cần lưu ý ở đây là đây. Hiện tại thì tempo của hai bản nhạc, tempo em dùng cụm từ tempo mọi người hiểu đúng không? Thì tốc độ hai bản nhạc hiện tại đang bằng nhau, bên này 127 và bên này cũng là 127. Thì trước khi chúng ta mix thì chúng ta cần phải đáp ứng một yêu cầu là tempo, tốc độ của hai bản nhạc phải bằng nhau. Còn nếu mà không bằng nhau, trong trường hợp để bằng nhau thì chúng ta không cần xử lý. Nếu mà không bằng nhau thì chúng ta xử lý như thế nào? Thì xin mời quý vị nhấn vào hai nút sync. Đó, nhấn vào hai nút sync tại hai khu vực này. Đúng rồi. Nhấn từng nút một cũng được. Chẳng hạn như nhấn nút sync ở khu vực đĩa A là để cho làm cho tốc độ đĩa A và đĩa B. Còn nhấn nút sync khu vực đĩa B là làm cho tốc độ đĩa B và đĩa A. Đấy. Thì nếu mà tốc độ của hai bản nhạc không bằng nhau thì quý vị nhấn nút này để cho điều chỉnh tốc độ hai bằng nhau trước khi chúng ta mix. Bây giờ xin quý vị nhả hai nút đó ra lại, bấm lại hai nút đó đi. Tại vì hai bản nhạc hiện tại đang bằng nhau. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành một bước quan trọng, đó là bước mix hai bản nhạc này nhé. Đây. Trong khi bản nhạc đĩa A đang phát, cái vấn đề quan trọng chúng ta ở đây là chúng ta không phải biết nốt nhạc rồi, nhưng mà chúng ta cần phải biết được cái nhịp của nó. Kịch bụp 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 bụp, đó thì chúng ta phải canh đúng cái nhịp đó chúng ta vô. Trong lúc cái bản nhạc một đang phát này, xin mời quý vị nhấn vào nút play ở khu vực đĩa B, nhưng mà chúng ta nhấn đúng ngay cái nhịp của nó nha. Chẳng như ở đây là chúng ta đếm rồi đó, là Phúc vừa nhấn ngay cái nhịp của nó. Thì để cho kiểm tra thử là chúng ta đúng nhịp chưa, chúng ta sẽ nghe thử headphone, nghe thử hai cái tiếng bass của nó có trùng nhau không. Rồi mọi người có thể làm thử. Anh làm lố anh à. Yeah. Đúng nhịp chưa ạ? Alo alo. Rồi chắc anh đeo headphone kín quá anh không nghe rồi. Đúng nhịp chưa anh? Yêu cầu một người có thính giác tốt thì kiểm không? Rồi, khi mà chúng ta đúng nhịp rồi thì xin mời quý vị thực hiện thao tác quan trọng sau đây. Bấm dừng tạm dừng nha. Khi mà chúng ta đã kiểm âm hai bên nó đúng nhịp nhau đúng không? Xin mời quý vị thực hiện thao tác là đẩy gần cần này sang bên phải, thì cái cần này nó tương ứng với lại cái phần cứng của chúng ta là thiết bị này đây. Đây,
nó tương ứng với lại càng này. Thì em cũng xin nói rõ quý vị cái ý nghĩa của càng này ở đây là thế nào. Thì đây, khi chúng ta gạt cái càng này sang hết bên trái, gạt sang hết bên trái, thì có nghĩa là chúng ta chỉ phát đĩa A thôi, phát hoàn toàn đĩa A ra loa. Khi chúng ta đẩy cái dần dần càng này ra giữa, có nghĩa là chúng ta đang phát cùng lúc hai đĩa A và B. Và khi chúng ta đẩy hết qua bên phải là chúng ta chỉ phát đĩa B thôi. Thì chúng ta có thể hiểu là khi chúng ta đẩy ra giữa thì là vì chúng ta đang hòa trộn hai bài lại với nhau, hòa trộn hai bài nhau. Còn khi chúng ta đẩy hết từ trái sang phải là cái thao tác gọi là chuyển bài của các DJ hay thường làm. Đấy, thì trong phần mềm nó sẽ là như thế này. Đây. Khi chúng ta đẩy dàn qua thì cái hình headphone này nó sáng lên. Nghĩa là âm lượng của bên đó bắt đầu nó chuyển qua headphone để cho chúng ta nghe. Chúng ta đẩy hết qua bên phải. Vậy thao tác của chúng ta cần làm là gì? Trong lúc đang phát bản nhạc đĩa 1, chúng ta canh nhịp ở đĩa 2 để vào. Nghe headphone thử, xem thử là cái nhịp của hai bài nó có trùng nhau không? Cái phách của hai bài nó có trùng nhau không? Nếu mà nó trùng nhau rồi, chúng ta đảm bảo là nó không bị chệch ra rồi. Chúng ta gạt căng từ dần dần từ trái ra giữa. Đó, để phối hai bài nhạc nhau. Sau đó đẩy qua hết bên phải để phát duy nhất bản nhạc bên phải thôi. Nhìn dữ vậy, bắt đầu làm đi quý vị. Xin mời ạ. Dạ thôi, hiện tại giờ để cho mấy bạn không biết mình ok chưa, thấy anh Khang ok chưa? Thì anh nghe cho chuẩn lên xíu nữa. Rồi anh bán tạm dừng giùm em ạ. Tạm dừng giùm em ạ. Đấy, thì trong phạm vi cái buổi hôm nay thì em chỉ hướng dẫn chúng ta cái thao tác căn bản để chúng ta trộn hai bài lại với nhau và chuyển bài thôi. Thì với những thao tác này thì chúng ta có thể giải trí tại nhà rồi. Thì hiện tại thì top 3 bộ 3 này thì vừa trải nghiệm xong sản phẩm này, thì em muốn trong cái buổi trên hôm nay thì chúng ta không chỉ là về vấn đề lý thuyết, thì xin mời các anh chị dưới mình thay phiên top 3 người lên để có thể mình trải nghiệm sản phẩm này. Dạ, tại vì những cái chức năng này thì em sợ không đủ thời gian để trình bày trong buổi hôm nay ạ. Thì có thể sẽ hẹn anh một buổi khác ạ. Thì hôm nay thì em muốn mọi người là nắm được những cái chức năng căn bản này. Tất cả mọi người nắm được căn bản chứ không phải là một vài người mà chúng ta biết được nhiều chức năng. Xin mời. Thì có thể là anh Hòa với lại anh Khánh có thể hỗ trợ để hướng dẫn mọi người.